Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Mười hai cách chữa viêm thanh quản tại nhà hiệu quả nhất. Viêm thanh quản là tình trạng dây thanh âm bị viêm do chịu tác động kích thích, hoạt động quá mức hoặc nhiễm trùng. Triệu chứng chủ yếu của viêm thanh quản là khàn giọng. Nếu không có triệu chứng nào khác quá nghiêm trọng, bạn có thể áp dụng các cách chữa viêm thanh quản tại nhà để điều trị bệnh. Tuy nhiên, khi khàn giọng kéo dài hơn một tuần, bạn cần đi khám bác sĩ để kiểm tra tình trạng cổ họng và sức khỏe của mình. Cách chữa viêm thanh quản hiệu quả tại nhà. Một, hạn chế việc nói để chữa viêm thanh quản. Khi bị viêm thanh quản, các dây thanh âm của bạn sẽ bị sưng và trở nên nhạy cảm. Lúc này, điều quan trọng nhất là phải cho thanh quản của bạn có thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi. Do đó, bạn cần cố gắng tránh những tình huống đòi hỏi nói nhiều hoặc la hét trong các trường hợp buộc phải nói chuyện. Chẳng hạn như trong một cuộc họp hoặc phát biểu trước đám đông, bạn có thể sử dụng micro hoặc các thiết bị khuếch đại âm lượng khác để tránh việc nói to, gây tác động đến dây thanh quản. KH sẽ làm cho dây thanh âm của bạn bị viêm và sưng nhiều hơn. Vì vậy, hãy tạm nghỉ hát một vài ngày, hạn chế nói nhất có thể và chỉ nói ở mức âm lượng mà bạn thấy dễ chịu. 2. Xúc miệng bằng nước muối ấm. Bạn có thể làm dịu cơn đau rát cổ họng bằng cách xúc miệng với nước muối ấm. Khuấy 1/4 đến 1/2 thìa cà phê muối vào 240ml nước ấm, nhấp một ngụm và xúc xung quanh phần phía sau cổ họng. Sau đó nhổ ra, lặp lại việc này thường xuyên để tăng hiệu quả chữa trị viêm thanh quản. 3. Sử dụng máy tạo độ ẩm không khí để chữa viêm thanh quản. Hít thở không khí khô có thể gây kích thích cổ họng và góp phần gây viêm dây thanh âm. Điều này đặc biệt phổ biến trong mùa đông, khi các thiết bị điều hòa lưu chuyển không khí khô vào nhà hoặc vào văn phòng của bạn. Máy tạo độ ẩm hoặc máy phun sương sẽ làm tăng độ ẩm trong không khí, giúp hạn chế kích thích cổ họng và làm lỏng đờm. Nếu bạn không có máy tạo độ ẩm, hãy tắm nước ấm hoặc ngâm trong bồn tắm với nước ấm. 4. Sử dụng viên ngậm. Viên ngậm trị viêm họng có tác dụng bổ sung độ ẩm cho cổ họng của bạn, giúp giảm đau và giảm ho. Bạn có thể dễ dàng tìm mua các loại viên ngậm với nhiều hương vị khác nhau tại các hiệu thuốc Tây trên toàn quốc. 5. Giấm táo. Giấm táo có đặc tính kháng khuẩn, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Để pha chế dung dịch giấm táo, bạn đổ 1-2 thìa súp giấm táo thô, chưa lọc vào một cốc nước nhỏ, thêm vào cốc một thìa cà phê mật ong rối khuấy đều. Uống dung dịch này một hoặc hai lần mỗi ngày để chữa trị viêm thanh quản. 6. Chữa viêm thanh quản bằng trà ấm và mật ong. Một tách trà ấm sẽ nhanh chóng làm dịu cổ họng bị kích thích của bạn. Các loại trà thảo dược, chẳng hạn như trà hoa cúc có chứa chất chống oxy hóa, có thể giúp chống viêm và tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, việc kết hợp trà và mật ong sẽ giúp tăng hiệu quả chữa trị viêm thanh quản. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mật ong có tác dụng trị ho và đờm tương tự các loại thuốc không kê đơn trên thị trường. 7. Trà cây du trơn với chanh. Trà cây du trơn được làm từ rễ và vỏ thân khô của cây du trơn. Loại trà này đã được sử dụng từ lâu trong đông y và thảo dược Ấn Độ để điều trị bệnh viêm đường hô hấp trên. Uống trà cây du trơn sẽ làm dịu cổ họng bị đau, giúp bạn nói chuyện dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, cho thêm chanh vào trà có thể giúp tăng cường miễn dịch và mau chóng lành bệnh. 8. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Gừng là một vị thuốc quý đã được sử dụng trong y học cổ truyền từ hàng ngàn năm nay. Tác dụng của gừng bao gồm việc ức chế các cơn ho khan, giảm cảm giác khó chịu và giúp điều trị nhiễm trùng cổ họng. Gừng có thể được sử dụng để chữa viêm thanh quản theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể thêm gừng tươi, gọt vỏ, vào sinh tố và nước ép, hoặc cắt nhỏ nó và thêm vào món xào như một loại gia vị. Bạn cũng có thể pha trà gừng mật ong để uống, vừa thơm ngon vừa có công dụng chữa bệnh hiệu quả. 9. Chữa viêm thanh quản bằng tinh dầu. Sử dụng tinh dầu thiên nhiên cũng là một lựa chọn điều trị viêm thanh quản đơn giản và hiệu quả. Chẳng hạn, tinh dầu khuynh diệp có tác dụng làm lỏng đờm và làm dịu kích ứng. Bạn có thể cho 4-5 giọt tinh dầu vào máy khuếch tán, máy tạo độ ẩm hoặc thoa một ít tinh dầu lên gối vào ban đêm. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không nuốt tinh dầu vì nó có thể gây ra những triệu chứng nguy hiểm. 10. Tỏi tươi. Khi nhắc đến các phương thuốc chữa viêm thanh quản hiệu quả tại nhà, không thể không nhắc đến tỏi tươi. Đặc tính kháng khuẩn của tỏi có thể giúp bạn chống lại các tình trạng nhiễm trùng, chẳng hạn như viêm xoang, viêm phế quản và viêm thanh quản. Tỏi tươi cực kỳ đa năng và dễ sử dụng, hãy thêm một vài tép tỏi vào khi chế biến nước chấm, các món xào hoặc salad để món ăn thêm ngon miệng và cơ thể thêm khỏe mạnh. 11. Xúc miệng bằng dung dịch giấm pha loãng. Xúc miệng bằng dung dịch giấm pha loãng cũng là một cách điều trị viêm thanh quản tại nhà rất đáng thử. Trộn 1-2 thìa súp giấm táo hoặc giấm trắng vào một cốc nước, sau đó xúc miệng và nhổ ra.
12. Uống nhiều nước và chất lỏng. Khi bị viêm thanh quản, uống nhiều nước lọc, nước ép trái cây. Nước dùng và trà ấm sẽ giúp bạn bổ sung làm lỏng đờm và giảm nghẹt mũi. Tuy nhiên, bạn nên tránh các chất lỏng có chứa caffeine vì chúng có thể gây ra tình trạng mất nước. Những điều cần tránh khi bị viêm thanh quản. Trong quá trình điều trị viêm thanh quản, bạn cần cố gắng tránh những điều sau đây. Hát và la hét. Hát hoặc la hét sẽ gây ra những tác động và kích thích không cần thiết đến dây thanh âm của bạn. Điều này chỉ làm tình trạng viêm trở nên nặng hơn và mất nhiều thời gian để phục hồi bệnh. Nói thì thầm, nghe có vẻ vô lý, nhưng thực chất việc nói thì thầm sẽ khiến cho dây thanh âm của bạn bị căng thẳng nhiều hơn là lúc nói bình thường. Uống rượu. Tránh uống rượu trong quá trình chữa viêm thanh quản vì nó có thể gây mất nước. Sử dụng thuốc thông mũi. Các loại thuốc cảm lạnh không kê đơn có chứa thuốc thông mũi có thể làm khô cổ họng của bạn, gây ra nhiều kích ứng hơn. Hút thuốc. Bất kỳ loại thuốc lá nào, kể cả thuốc lá điện tử, cũng có thể gây kích ứng cổ họng của bạn, gây ho và kéo dài thời gian chữa khỏi bệnh. Khi nào bạn cần đi khám bác sĩ? Đa số trường hợp viêm thanh quản cấp tính thường tự khỏi sau khoảng 1 tuần bằng các phương pháp khắc phục tại nhà. Nếu bạn là ca sĩ hoặc người thường xuyên phải sử dụng giọng nói của mình, bác sĩ có thể kê toa các loại thuốc corticosteroid để giảm viêm ở dây thanh âm. Nếu tình trạng khàn giọng kéo dài hơn một vài tuần, bạn có thể đã bị viêm thanh quản mãn tính. Lúc này, bạn nên đến thăm khám tại bệnh viện vì nó có thể do nguyên nhân khác gây ra, chẳng hạn như trào ngược axit hoặc nhiễm trùng do vi khuẩn. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.